phút giây ban đầu. Các bạn trẻ của ngôi nhà chung mùa 18 đang được tham quan khu du lịch sinh thái Người Giữ Rừng nằm ven rừng phòng hộ của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Với diện tích 23 hectare, nơi này được những người nông dân nuôi trồng và khai thác thủy sản theo cách truyền thống, thuận tự nhiên, không dùng hóa chất. Ngoài ra, tại đây còn có hoạt động thả con giống để gìn giữ hệ sinh thái và trồng thêm cây rừng để phát triển diện tích rừng ngập mặn địa phương. Du khách đến đây có thể trải nghiệm các hoạt động hòa cùng thiên nhiên như giăng lưới, bắt cá, vớt hầu, mò sò, cùng nhau chế biến những món ăn mang hương vị nguyên bản của rừng ngập mặn. Một trong những món đặc sản nơi này chính là những con hầu tươi ngon được nuôi tại chỗ mà các bạn vừa vớt lên. Uống đồ luôn, nước nồi đầy đủ luôn. Uống đồ luôn. Xem một con thật là ngon, tươi lắm. Trời ơi. Trước mắt là mình sẽ ăn hàu nướng của Hành trước nha. Yeah. Ở đây là đặc sản nước chấm hải sản của Người Giữ Rừng luôn. Yeah. À. Trong bữa ăn trưa hôm nay, có một sự kiện bất ngờ được mang đến bởi một nhân viên rất đặc biệt. Để mà làm cho đúng thủ tục á, cái như con việc này họ, cái như họ hai bên. Hôm nay nhà trai và nhà gái chúng tôi tụ họp ở đây để tổ chức một buổi gọi là cái gì gọi là sinh nhật bất ngờ. Sinh nhật bất ngờ cho chị. Và bây giờ xin cô dâu và chú rể quay mặt vào nhau ạ. Sinh nhật mà cô cái này là hồi 6 năm về trước rồi. Được không? Bây giờ làm đi anh. Rồi, bây giờ xin mời cô dâu và chú rể đối mặt ạ. Đây là món quà quan trọng. Cho tụi em lấy một cái. Cho tụi em lấy một cái. Là để cho mọi người lấy may mắn nha. Mình sẽ làm trước để mọi người lấy động lực để làm thử. Dạ. Đấy, làm thử rồi, tới mà làm thử rồi. Đi mời các bạn. Em không biết là anh chị gặp nhau như thế nào và vào thời điểm nào. Dạ, em hơi tò mò. Anh nói ngại ngùng quá. Rồi, mình với bà xã ở đó là học cùng lớp. Dạ. Hai người có một khoảng thời gian học chung với nhau ở Sài Gòn. Rồi sau đó thì có một khoảng thời gian làm chung. Đến lúc mà hai chồng khởi nghiệp thì nghỉ việc và về cùng làm với nhau. Wow, vậy là tình yêu của anh chị rất là đẹp luôn, nó trải qua ba thời gian luôn á. Đi học rồi đi ra đi làm rồi cùng nhau cố gắng. Quen nhau thì 3 năm mới kết hôn. Kết hôn bây giờ là 6 năm thì có thể là mình nói là cũng gần 10 năm rồi. Cuộc đời có bao nhiêu cái 10 năm là như vậy. Gửi lời chúc đến các bạn đến với chương trình Lớp Hao. Hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được một nửa khi của mình thông qua chương trình ý nghĩa này. Và các bạn hãy nhớ rằng hạnh phúc đến từ những điều rất là bình dị. Các bạn đừng có nghĩ hạnh phúc nó đâu quá xa, mà cũng đừng có tìm kiếm hạnh phúc, mà chúng ta đang đi trên con đường hạnh phúc và hạnh phúc đến với chúng ta mỗi ngày. Các bạn nha. Người Giữ Rừng xin chào tạm biệt. Rời khỏi homestay Người Giữ Rừng, chuyến xe đưa các bạn quay về điểm lưu trú. Trên xe, Uyên vẫn giữ khoảng cách với Minh, anh chàng có vẻ vô cùng bế tắc. Ánh hoàng hôn buông xuống trên đường về làm cho tâm trạng người ta càng dễ chùng xuống hơn. Không chỉ có Minh, Hoàng dường như cũng đang giấu một nỗi niềm. Trải qua một cái việc, có một cái kinh nghiệm không có được tốt khi mà liên quan về nước. Tâm trạng ấy của Hoàng chỉ được thổ lộ với người bạn cùng phòng Trâm Anh. Không biết thì phải làm như thế nào nữa. Thank you.
Thật sự ngày hôm nay chị rất là nhớ bạn. Chị không dám lấy hình chung cái đứa này không đi. Chị không dám gọi lại cái clip mà anh tỏ tình chị. Chị không dám đi mà nhớ đời mà anh nói đã từng đi. Chị không cố để tránh nó. Nhưng mà thật sự bây giờ chị rất là nhớ bạn. Chị không biết gì được đâu. Tại sao cho tới bây giờ chị mới nhận ra anh là người tốt nhất, là người phù hợp nhất với chị? Những tâm sự ấy chỉ được biết riêng trong phòng hai cô gái và đã được che lấp bởi bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc đêm cuối của ngôi nhà chung mùa 18. Vui lắm, đang đứng đang đứng đứng đứng. Anh, chồng em đâu rồi? Hả? Ai ta? Chồng mày là ai ta? Chồng em là ai ta? Em không biết đâu. Em ở đâu với nhau? Ok. Mày vừa mới cân mặt với ai vậy? Không, em cân với con heo. Hả? Ê, vậy là nó coi em là con heo. Heo nè, con heo về đây nha. À dạ, đau. Đây phải 10 cái tát là ít. Đau quá. À dạ. Nhưng mà cái cặp đôi này sao mà tao thấy nó bạo lực nhưng mà nó rất là tình cảm nha. Nó bạo lực nhưng mà nó cực kỳ tình cảm. Tại vì thế này nè, tụi em là những đứa em Úc nên là vậy đó, nó là sự trẻ chung. Người ta thân thiết rồi, người ta đã quen biết, quen từ trước rồi. Sao? Quen từ trước luôn. Người ta chịu được cái tính này 2-3 năm nay rồi, anh nói gì vậy? 2-3 năm luôn. Trời, vậy là em vô tù rồi á, mày mới bao nhiêu? Nó có khai nó băng rồi, không ta như tao. Đã nói rồi, già cả rồi, đừng có đi chơi với cái chứ bình không. Thường mấy ngày ai chịu được như thế. Chỉ có quen trước đấy, cái nét quen vậy thôi. À, dĩ hơn. Có ai ngờ đâu, bữa tiệc đêm cuối này lại mang đến những chuyển biến bất ngờ trong câu chuyện tình cảm của các thành viên. Vui. Vui thôi, đừng vui quá. Vui quá là quá vui đúng không? Bắt đầu ngấm. Để từ từ mới rót cho gì bạn đâu này. Anh? Nói chơi, ai uống trà đá no thì no vừa phải thôi nha. Tại no quá là quá no. Thôi thì chúng ta vừa nói chuyện, vừa chơi trò chơi đi. Chơi để tạo đi, không khí đi. Chúng ta tâm sự với nhau nè. Về những cái mà chúng ta cảm thấy khó chịu với nhau. Ủa, hôm qua chúng phải tâm sự khó chịu rồi, hoặc là những lời chị đúng nói. Em thì chỉ có một từ quá vô tư thôi. Với lại chị chửi em hoài, chị chửi cái mà chị mệt luôn á. Thật sự, không nghe nói thật luôn á. Thật, em nói thật luôn, tại vì tánh mai em cứ nói mà nói hoài. Bả như người mẹ kiểu nhắc con vậy á. Không, mà đó giờ chị chưa có nói với ai mà nhiều tới cỡ đó luôn. Có lần chị nói chuyện của Vĩnh á, em nói vậy nè, nói thật vậy nè. Là lúc đó là kiểu hai đứa cũng có một cái gì đó. Nhưng mà vì cái câu nói của bé Mai á, em thích anh Vĩnh. Cho nên kiểu như là suy nghĩ của mình cũng lung lay, hiểu không? Thiệt, nhìn nó tội lắm luôn. Thôi chị nói chết rồi, nói vậy hoài rồi sao. Xong rồi cái hôm mà cái bữa mà đi anh Minh tỏ tình á, cứ mẹ nó về mà nghe nó nói, nó về mà nghe nó nói, nó khóc. Trời ơi, cái nó nói trời, chị đi tỏ tình với anh Minh có đi với anh Vĩnh đâu mà em khóc. Với nó nói có khóc đâu, mà thật sự là chị biết rồi, nó khóc. Thì lúc đó là không, thật sự lúc là từ lúc đó là chị để vì em. Nói chung là không phải là gì, nhưng mà quý em thì như đứa em trong nhà vậy thôi. Thêm một chuyện nữa là ở đây không có Trâm Anh thì em cũng nói với anh luôn. Là cái chuyện của anh á, là thật ra tới giờ em vẫn còn kiểu như em vẫn còn đang bị phân vân. Khi mà em cảm giác á, an toàn thì em sẽ giữ lại. Nhưng mà em nói thật, đến giờ phút này em vẫn chưa có thật sự là có cảm giác đó. Thôi bây giờ những ví dụ này đi nha. Chờ xíu, chờ xíu cho tôi. Cảm ơn bà Uyên những gì đã nói với tôi nha. Khi hôm qua chị em mình nói hết rồi. Chứ không có. Thật ra là tụi tôi là cặp đôi bí ẩn nha, cảm ơn. Trời ơi. Thật ra nè, nếu như em nói như vậy á, thì nếu như bây giờ anh hỏi ví dụ. Không, cái chuyện này em nói thì em nói cho anh, cho mọi người biết như vậy. Nhưng mà cái vấn đề gì anh muốn riêng cho em
thì okay. sẽ nói riêng, okay. đúng không? Là em muốn nói cho mọi người hiểu là lý do kia thôi, đúng không? Đúng rồi, cái tính cách của em nó như vậy và lúc nào em cũng vì đàn em thơ ngây của em hết. Ok rồi, tiếp tục. Dạ, Tùng. Em á hả? Vô trước đi. Hôm nay thì em nói trước mọi người. Chị cảm thấy nói đi, em chưa có đủ đô. Ủa có rồi. Đồ nhanh quá vậy, tới lúc cần là mày xuất hiện. Thôi được rồi. Thôi sao? Chuyện gì? Ủa rồi mày mới hôm ta mày đi đâu vậy? Đi vệ sinh má. Trời đi. Vậy? Uống quá trời uống, nãy tôi qua uống đi. Mày tiện thể mày đi vệ sinh mày mới ghé qua mày hôn tao vậy hả? Nụ hôn này đâu phải là muốn đặt ở chỗ nào đâu. Em hôn mày... chị là em thật lòng không? Không, mày thật sự nữa, mày hôn tao ba cái là sóng truyền hình nó thấy trơn rồi. Thêm một cái không xin phép tao nữa. Mày làm em được. Này ghê quá. Chị mệt. Đây không thiệt có sức hấp dẫn dữ vậy luôn hả? Đúng vậy. Hèn gì chó này, chị sai lầm khi mà hả mấy ngày đầu á, chị nói với em, chị nói thật luôn cho mọi người biết á, là mỗi lần mà chị thay đồ á, chị cứ đi ra chị thay đồ nó cứ ngại nó thôi chị đi vô đi, chị kỳ quá à. Tới cái ngày mà đi về đấy hả, chị thiệt hả, nó kêu chị cởi đồ nó xúc kem cho chị luôn á. Chị suy nghĩ vấn đề của nó là nó không có ngại gì. Trời, lúc mà chị thật sự luôn, chị quấn thân hay là nó chị đi vô đi, chị kỳ quá à, chị không biết chạy cái bà này. Xong từ cái ngày cuối cùng nó tự cởi đồ mình ra, nó xứng nó xứng tới chỗ này, nó hỏi chỗ này có lại thế, còn hình ảnh của Yến bí mật ai cũng đúng. Nói chung là mọi người ai cũng quan tâm nhau hết á, nhưng mà cái cách nói chuyện và cái cảm giác nói chuyện, cảm xúc của em khi nói chuyện với mỗi người nó sẽ khác nhau. Còn nói chuyện với Mai, em cảm thấy như em là một người bạn, em là một người, hai người đang tìm hiểu với nhau thiệt sự. Nha. Đó là vậy, nên là khi mà cuối cùng em quyết định em dùng trái tim muốn hẹn hò với Mai. Và với lại sau cái lần hẹn hò thì em thiệt sự là em chắc chắn hơn. Ê, hai đứa làm gì vậy? Là có quyền không nè? Con bé này nó dạng quá. Anh ơi, là ở bên nào vậy? Sau bữa tiệc tối, mình đã đề nghị một cuộc hẹn với Uyên. Ngồi gần vô người xa, ăn thịt đâu mà sợ trời. Có hai đứa một người xa nữa. Có nhiều chuyện để nói, nhưng có vẻ như cả hai đều không biết phải bắt đầu từ đâu. Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh pickable cho bạn smart thật sẽ chi thật. Thực ra là như này, từ hôm qua đến giờ có rất là nhiều chuyện xảy ra giữa anh với em. Chiều hôm qua khi ở hồ bơi thì chúng ta vẫn rất là vui vẻ với nhau, vẫn đang rất là ấm áp. Xong từ lúc đấy trở về sau là anh thấy nó khác rất là nhiều. Em biết cái cảm giác một người muốn quan tâm, còn một người cố tình tránh, một người muốn sát lại, một người cố tình đẩy ra, một người muốn nói chuyện, một người chỉ nói chuyện với người khác và không quan tâm đến những gì bên này, thì người bên này đau. Mình nên tiết chế một chút. Em và cả anh không phải là ngay từ đầu mình để ý nhau, và ngay từ đầu mình đến với nhau không có một cái gì đó gọi là cản trở. Anh cũng có tình cảm nắng và cũng có người cảm nắng anh. Em cũng vậy. Cho nên là cái việc mà mình kết nối với nhau, nhưng mà mình cũng phải tôn trọng họ để mà họ không cảm thấy khó chịu, hoặc là cho dù họ có tình cảm hoặc còn cái chút gì đó với mình thì họ cũng không có cảm thấy là xa lánh. Bởi vì em nói với anh á, cái tính của em á là giữa tình bạn và tình yêu em phải cân bằng hết, anh hiểu không? Em đang nghĩ cho mọi người,
nhưng em không nghĩ cho cái cảm giác của đối phương em. Đối phương em có sự lựa chọn. Nhưng mà rõ ràng anh cũng có tình cảm mà, lúc đầu mà đúng không? Tại vì chỉ là cùng một lúc em xuất hiện, xong rồi là anh bị lung lay cái cảm xúc. Thật ra này nè, mọi người đều nhận thấy được rằng đó là cái tình cảm của anh dành cho em, chứ không phải dành cho Trâm Anh. Vậy thì nếu như em lùi bước về phía sau như vậy á, thì có phải là em chỉ nghĩ cho Trâm Anh, chứ em không hề nghĩ cho bản thân anh? Không, mình nói vậy không được. Nhưng tại vì ngay từ đầu á, mọi thứ nó đã được mặc định anh hiểu không? Cái gì mà mặc định rồi thì nó sẽ như vậy. Em có cảm xúc với anh thật không? Trời, thì em có cảm xúc với anh, cho nên nó là em đang nói cái vấn đề như này cho anh biết là cái cảm xúc và cái chuyện tình cảm nó nằm ở hai phía, anh hiểu không? Đúng. Chứ không phải là nói về cảm xúc thì Sơn em cũng có, Vĩnh em cũng có. Ừ. Anh là sau hai người đó luôn. Đúng. Mà tại vì á, nói cái chuyện mà anh quyết định nhanh như vậy á, không phải là gì em cũng khó xử. Tại vì á, kiểu như là lúc mà mình gặp nhau á, thì em nghĩ là mình đúng là mình có một cái gì đó kết nối, mình có kết nối với nhau. Mà em không nghĩ là anh đột ngột vậy. Nhưng mà nếu như bây giờ em không chịu mà hẹn hò với anh thì cũng là một cái gì đó. Về cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mọi người có nói là thay vì cái ngày mà tỏ tình xong, nếu như mà em với anh đừng có cái kiểu như cái biểu hiện thái quá thì chắc có lẽ là mọi chuyện nó không đi xa vậy. Mình sống một thể mình như vậy quá thì cũng có nhiều người ta không thích. Cái gì thì thôi để hai đứa biết thôi, chứ đừng có biểu hiện cho mọi người thấy em cái kiểu như vậy mà, em không có. Mà anh nói thật nha, em nói là cái gì của riêng hai đứa thì chỉ hai đứa biết với nhau. Anh đồng ý quan điểm đó. Tuy nhiên á, em có thể thấy biểu hiện buổi sáng, từ sáng giờ đến tối của em không? Đúng là anh với Hoàng có một điểm chung mà tất cả mọi người đều nhận định đúng. Đó là hoạt ngôn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hoạt ngôn nhưng không biết lắng nghe. Đó là mọi người nhận định. Và ngay cả khi em nghe được mọi người nói như vậy, mọi người suy nghĩ về hai người như vậy, và vì sao mà mọi người tới thời điểm này vẫn nghi ngờ anh và Hoàng. Nhưng mà em thì em không suy nghĩ nữa. Chỉ có cái là em muốn nói với anh á, là thay vì mình nói thì mình hành động nhiều hơn, nó sẽ có ý nghĩa hơn. Ngay từ đầu em khẳng định với mọi người á, là bạn trai của em á, là không phải là mẫu người là như anh. Em nói thật, là bạn trai của em á, là không phải là mẫu người là như anh. Em nói thật. Để suy nghĩ là những gì mà mình vừa nói đi. Ừ. Rồi em cũng cần suy nghĩ. Ừ. Chắc ôm cái rồi. Hả? Ôm cái rồi. Giờ về ngủ đi. Trễ rồi. Mình chưa xác nhận được cái tình cảm của mình, với lại thật sự là mình bị lung lay. Và cũng như là lúc đầu nói với ban tổ chức là bản tính của mình á, là cứ lo, cứ nghĩ cho người khác, và cũng sợ người khác là làm người khác tổn thương. Cho nên đôi khi á, cái đó cũng là một cái sai của mình, làm cho người khác hiểu lầm. Rời khỏi cuộc hẹn với Uyên, mình đi đến một cuộc hẹn khác. Không biết. Hello em. Không phải nha, không phải em yêu cầu, em không có yêu cầu nói chuyện với anh luôn á.
Ừ thì cứ coi như là vậy đi, đâu sao đâu. Coi đi. Ok. Chân sao? Nói chung thì đau. Nói chung là chắc là phải mất 2-3 ngày nó mới hồi phục lại. Sao? Tình trạng tiến triển đến đâu rồi? Tiến triển là như nào? Thì em cảm thấy là vẫn có thể là còn quá trẻ, và là vẫn chắc không phải là những cái hành động của Vĩnh, những cái gì mà Vĩnh đối với em á, nó chỉ còn một cái gì á, nó gượng gạo và nó không phải là thật. Đó là người trong cuộc mới hiểu chuyện trong kẹt, cho nên là em cũng đã có câu trả lời cho mình rồi, là Vĩnh, em không phải là người Vĩnh thích, và những cái gì mà Vĩnh đang làm chỉ là đang đúng với cái vai trò là Vĩnh đã đặt trái tim cho em thôi. Cho nên là Vĩnh mới có những cái hành động gọi là quan tâm, mà đôi khi những cái quan tâm đó là đôi khi là do em tự chủ động tạo cơ hội cho Vĩnh. Tại vì sợ là Vĩnh còn quá trẻ để mà phát hiện ra, hoặc là để nghĩ tới cái việc là mình cần phải tinh tế với một người như thế nào là phải. Cho nên là em mới tạo những cái cơ hội đó. Nhưng mà ngày hôm qua em cũng đã nói chuyện rõ ràng với Vĩnh rồi. Ngày hôm qua lúc mà em cũng có hỏi rõ ràng, tại vì em cần xác định rõ ràng để em biết, thì Vĩnh cũng có hỏi trả lời vòng vo. Cho nên là lúc đó là em, khi mà vừa mới trả lời vòng vo là em đã biết rồi, cho nên là em không có làm khó. Cùng lúc ấy, tại điểm hẹn cũ với Minh khi nãy, Uyên lại có cuộc hẹn với chàng trai khác. Uyên đi đâu lụ lụ bên đó vậy? Mới đi nhà sớm về. Em tính nghe là từ đầu chương trình tới giờ bữa nay mới nói chuyện. Cuối rồi đó. Cuối rồi nói chuyện. Ừ, không hiểu sao luôn em. Không hiểu sao tới hôm nay mới được nói chuyện luôn á. Chương trình cho tới ngày nay mới ngày thứ 6 mà. Tùng có hẹn với Tùng. Sao? Ba lần chung với anh Minh nữa. Hết 5 ngày, ngày 6 nữa. Ủa? Tại vì mình nghe thôi. Kiểu như là mình chỉ nghe người ta nói thôi, mà mình đợi cuộc hẹn rồi mình không thấy. Mình thấy mỗi ngày mỗi người vậy đó. Nó thì đất xô quá mà, sao ai dám đâu. Xô. Thì đất xô hẹn hò. Tại vì mình không chịu hẹn thôi, mình hẹn thì người ta vẫn sắp cho mình chứ bộ. Tới bữa nay nè. Thiệt luôn á. Nói chung thì câu chuyện giữa em và Vĩnh thì anh nghĩ là em sẽ là người rõ hơn anh. Nhưng mà sao ta? Khi mà em cho Vĩnh một cơ hội như vậy á, thì em nghĩ rằng ngày mai sẽ làm sao? Ngày mai hả? Hồi nãy chương trình cũng đã hỏi em rồi. Ngày mai bạn nghĩ ai là người tỏ tình với bạn? Em trả lời không ai. Không ai. Thì ngày hôm nay là không có cơ hội để nói chuyện nữa. Thì ngày mai em ra về một mình, và em nhường câu hỏi đó lại cho người khác. Chứ em không có, em không có, có kiểu như là lấy tình cảm của mình ra để mà kiểu như mình thay thế, hoặc là mình làm cho có. Tại vì ngược đãi cảm xúc của mình là điều mà tồi tệ nhất. Bây giờ không có người có ngược đãi đâu. Cái gì? Chỉ có người vẫn ngược đãi đó. Ai? Ai? Ủa? Ai? Ủa mình vẫn thấy người ta vui vẻ mà trời. Vui vẻ đâu? Vậy thấy trước mắt chưa chắc người ta vui. Thôi. Có một lần em bảo với anh là nói em, mặc dù em biết em chỉ là nói chơi để nói khẽ thôi. Em bảo là đâu như ai kia thấy người ta tỏ tình xong rồi bắt đầu thay đổi hẳn. Không phải thay đổi hẳn mà là mình nên giữ khoảng cách chứ. Bây giờ anh với anh Minh giống như là anh em với nhau chung ở chung phòng rồi, thì tất nhiên hai người đã đang cho nhau cơ hội để tìm hiểu rồi như thế. Xong rồi anh chị ở chen vào cái mối quan hệ của hai người nữa.
khoảng cách càng ngày càng xa khiến cho anh không thể mở lời được, nói chuyện với em bất cứ cái gì hết. Thì cho nên em mới suy nghĩ, anh tự nhiên thấy em với anh Minh như vậy rồi bảo anh thay đổi 180 độ. Rồi thật sự là tại mình không nói thôi chứ thật sự là anh không có thể suy nghĩ như thế. Xin lỗi. Nên tại vì không phải em cũng làm cho anh suy nghĩ nhiều. Với lại là kiểu là em nói là sao mà lúc chiều thì nói vậy, xong mình tới lúc tối thì mình lại thấy khác. Mà mình nghĩ mình cũng đợi đó, mình cũng đợi trái tim đó. Thì đó, mình không gì bản thân mình thì là một điều sai lầm. Với lại là cho dù mà mình có muốn nó cũng không quay lại được. Bởi vì chỉ còn trân trọng được thì nó trân trọng thôi. Hai mấy người hai bạn ngày thứ hai đi làm gốm làm tình mới chứ. Làm tình chứ. Là làm hành động tình tứ quá chi đấy. Có làm gì sao? Có đâu có làm đâu. Thứ tim nữa là đó là khắc tên đồ. Bên đây hai anh em chúng tôi biết chảy con bò thôi chứ không dám dạy cho tim nữa. Không, với lại vừa qua ngày đó xong cái về cái thấy anh cũng vui vẻ. Nói chung là về như vậy mà anh có cái mối quan hệ mới, anh thấy anh kiểu như là hợp hơn, vui vẻ hơn. Thì hồi nãy em cũng có nói đó, đôi khi á chị tình cảm của mình á không phải là mình cứ phải là nhận lại, đôi khi mình hy sinh. Mà mình nếu mà mình là người trưởng thành thì mình thấy cái người đó vui vẻ thì mình cũng vui đúng không? Kiểu giống như người mình thấy mình người mà mình thương á, mình yêu á thì họ chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là mình cũng thấy vui rồi. Mình nói vậy đó. Mình sao biết người ta vui vẻ? Thì nói vậy đó chứ. Hay nói quá. Không phải thì nói vậy đó chứ thì cũng thì nếu mà có tình cảm thì cũng phải khó chịu chứ sao không khó chịu? Ở đây chắc không khó chịu à? Đây thấy không thèm nói chuyện đúng không? Có tha thứ không? Để xem tâm trạng. Là sao? Là sao? Đi về luôn có. Đi về hai mình đi về luôn. Cũng được, anh cũng khá là nhiều. Ủa, việc. Ủa vậy sao anh suy nghĩ? Là sao? Là để suy nghĩ tùy tâm trạng là sao? À, cũng phải cho người ta hiểu là anh có giờ giấc hay sao? Làm giá một tí vậy đi chứ. Giá anh nhiêu? Bạn ngoài chợ là mấy ngàn ký được rồi. À vậy hả? Em tưởng anh vô giá thì em bưng anh về. Chứ còn mà vậy có giá mấy ngàn ký hả? Thôi thì để bán. Còn vô giá thì em đem về. Nhưng mà nói thôi mấy ngàn ký đó giờ chưa ai mua này. Em nghĩ ngày mai nếu như anh tỏ tình với Uyên tỷ lệ thành công cao không? Có 70. Em khuyên anh ngày mai nên làm gì để tỏ tình? Như kiểu như một người em gái khuyên một người anh. Làm gì hả? Thì anh hát thì chắc là không được. Anh hát là người ta bỏ chạy luôn á. Giờ anh làm một bài thơ đi. Nên anh xin cho em một đó hoa. Nếu mà anh yêu em hay là bạn gái của anh nhờ? Anh sẽ đồng ý. Anh thích cái đoạn sau của em. Còn thơ thì anh nghĩ là hơi khó bởi vì Uyên là người không thích ngôn tình. Không biết là có đồng điệu hay không nhưng mà gu chắc chắn là đó. Đừng dâu mẹ anh đấy. Lại nữa lại thích. Từ mai mà thích là chị tán em à. Còn được có ngày mai nữa. Xong rồi giờ còn ngày nữa đó, em có muốn suy nghĩ gì về chị nữa không? Rồi suy nghĩ xong mới ngồi đây nè. Ủa không suy nghĩ rồi bây giờ đi ngủ rồi đó.
Ủa em muốn đi ngủ vậy liền vậy luôn hả? Ý là nếu mà bình thường không suy nghĩ là đi ngủ cho nó nhẹ. Ủa mà bây giờ làm chị em hay là làm anh em? Thì em anh em là sao? Cái vấn đề đó phải nói rõ ra để người ta cũng biết đường trả lời. Đây là câu hỏi rõ ràng tí. Là thì đó, thì là muốn làm anh em hay là muốn làm chị em? Sao còn cái thứ ba đâu không kể luôn? Là cái người yêu đâu không kể? Ok, kể phải kể đủ chứ, sao thiếu rồi sao lựa chọn được? Thiếu là sao? Thì ý là thiếu cái đáp án người yêu rồi sao lựa chọn? Phải thêm vô chứ. À, A, B, C, D hả? Ờ, thì A là anh em, B là chị em, còn C là người yêu. D là gì? D là ngày mai về cùng nhau. Ok, chúc em thì chắc là ngày mai. Ngày mai không, đừng chúc em gì cả. Chúc anh thành công. Công việc của em lo được. Ok. Đi ngủ đi. Ok. Chào lại, về trước nha. Bye bye. Bye bye em. Tối về ngủ ngon nha. Ngày mai anh qua đón dâu. Chị có ngại giờ không biết kêu chú anh hay là chú em. Thì giờ kêu anh kêu em đại đi. Thì ngày mai thì cũng phải kêu bằng chồng mà. Đón dâu rồi. Ê, nhưng mà từ mai không có thả thính nha. Ok. Nó thẳng á. Đúng rồi. Thả thính thì cũng cuốn đầu á. Cái gì? Dính rồi thả thính gì nữa. Đổ rồi, người ta trưởng thành người ta. Trưởng thành nha. Nói là làm á. Rồi nói đi, phải có lời gì muốn nói nha. Thì nãy em nói rồi, có nhiều thì nói hết rồi đó. Thì có cơ hội thì phải nắm giữ thôi, không nắm giữ thì tuột. Nhưng mà em đi sắm đây luôn. Cái giọng ngồi sàm. Chị á, thật ra là từ sau cái buổi nói chuyện với Vĩnh thì mình cảm thấy là cảm xúc nó vẫn còn như ban đầu. Là đúng như cái ngày đầu tiên gặp và cái đêm cùng nhau trò chuyện thì cái cảm xúc nó nó trở về nguyên vẹn, nó không có mất đi một chút xíu nào. Tưởng là mình tưởng như là hai đứa thời gian á thì sẽ có một chút gì đó kiểu như xa cách, với lại là có khoảng cách vì những cái chuyện mà xảy ra giữa hai đứa. Nhưng mà cái lúc gặp lại thì nó vẫn còn nguyên vẹn. Thoại lúc ra bạn có nói một câu là 6 ngày nay đợi có một buổi này. Mình không có tin. Tại vì hồi chiều á là hồi chiều là mình có nói với chương trình là hôm nay chơi lớn. Còn có một buổi hôm nay chơi lớn luôn. Đêm cuối, tình cảm Uyên Vĩnh bất ngờ bùng cháy. Trong khi đó, Minh và Trâm Anh không hay biết gì. Hoàng có vẻ đã dừng lại và bỏ cuộc trên con đường tình yêu.